Đội tuyển Ấn Độ có buổi khớp chiến thuật trên sân Thiên Trường, tỉnh Nam Định trước khi đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào 18 giờ ngày 12 tháng 10. Ở những phút khởi động đầu buổi tập, bầu không khí tập luyện tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái. Các học trò của huấn luyện viên Manoro bắt đầu với trò đá ma, cầu thủ thua sau mỗi lần phối hợp sẽ bị những người còn lại búng tai. Ở buổi tập này, các cầu thủ Ấn Độ tập trung nhiều bài rèn luyện tốc độ, chuyền bóng cự ly trung bình và chơi phòng ngự phản công. Chúng tôi đến đây để chiến thắng. Đã lâu chúng tôi không có niềm vui thắng trận và trận đấu tới là cơ hội để toàn đội đạt được điều đó. Chúng tôi đã có giai đoạn tập luyện trước đó, các cầu thủ đã thấu hiểu nhau và hiểu lối chơi của huấn luyện viên. Chúng tôi rất tự tin. Để chuẩn bị cho trận giao hữu chính thức với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Ấn Độ đã có mặt ở Nam Định từ ngày 7 tháng 10. Đại diện Nam Á đã có đủ thời gian làm quen với thời tiết và tình hình sân bãi trước khi bước vào trận đấu. Tôi biết bóng đá Việt Nam phát triển trong thời gian gần đây. Đội tuyển Việt Nam đã vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trận đấu sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin Ấn Độ sẽ là một đối thủ mà đội tuyển Việt Nam khó đánh bại. Trước khi gặp Việt Nam, các cầu thủ Ấn Độ đang trải qua chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp, trong đó có 7 thất bại. Chuỗi trận bết bát này tạo ra áp lực lớn lên huấn luyện viên Manoro. Giống Việt Nam, đội tuyển Ấn Độ cũng đã bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026 và sắp dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Đây là những năm tháng u tối với cả hai đội tuyển. Đỉnh cao của cả hai đội đều đang nằm lại UAE vào năm 2019, khi tại ASEAN Cup năm ấy, Ấn Độ thắng Thái Lan 4-1 ở vòng bảng, còn Việt Nam vào tới tứ kết. Đôi bên đều cần thắng lợi để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và chuẩn bị tốt cho các mục tiêu sắp tới. Với Việt Nam đó là giải ASEAN Mitsubishi Electric Cup vào cuối năm và vòng loại ASEAN Cup. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.